Thích Tâm Phúc thầy là không ai đụng tới hết, người không có giấy tờ là không ai đụng hết á. Đây là tang lễ của nghệ sĩ Xuân Yến nha cả nhà. Thầy Thích Tâm Phúc đến 3 tháng nghệ sĩ Xuân Yến. Rồi vô ảnh làm gì thôi? Thì đi ăn cư kiết hạ. Dạ. Ăn cư kiết hạ 3 tháng. Thầy được mời đó thầy. Được vô. Thầy vừa mà nghe người ta nói công an bắt thầy rồi. Thầy cái áo này sao giống cái áo hoàng bào á, thầy giống áo vua. Áo vua. Đây mà áo vua đi hả? Chết kêu em. Thầy không lại nhiều báo đưa lên thông tin đầu thế này thế kia, thầy có bị sao không thầy? Đâu có báo đâu. Tại không tin lên TV thầy nói ta sắp mời thầy lên làm việc đâu có đâu, không ai mời hết. Xong rồi mời năm ngoái rồi, cái những vụ việc họ nói là năm ngoái xong hết rồi. Thầy đi quanh ba ở Gò Vấp á. Gò Vấp hả? Trời ơi, thầy đi chơi mỗi ngày mà nay đi trúng cái ngày kiểm tra. Đi chơi mấy chục năm nay không bắt mà có ngày trúng ngày kiểm tra quán ba đâu có sợ đâu. Cũng sao nhưng mà thầy mới nó mời thầy hôm đó giờ mời thầy lên. Thôi đừng bạn, giờ mình đi đám tang, mình nói đám tang đi. Mình đi đám tang đi. Vậy là giờ đi đám tang à. Là thầy đi thầy ba chưa? Nhiều mà có thầy đến chia buồn với nỗi buồn của các nghệ sĩ. Mà mình không chia buồn mà cứ ngồi hỏi về chuyện cá nhân không vậy? Ở đây mình hỏi là đi đám tang của nghệ sĩ. Thầy vô nay thầy có tụng kinh không? Thầy đi với viếng tang thôi. Thầy đi viếng tang thôi. Chạy hôm có thầy tụng rồi. Thầy chỉ đến là khắp ném hương, chia buồn cùng gia đình, chia sẻ những nỗi đau, nỗi buồn người mẹ của nghệ sĩ Trinh Trinh cũng như nghệ sĩ Kim Tử Long. Điều này thầy nghệ sĩ là đã đóng góp trong sở quan bá bộ má. Thầy khai mặt cho tất cả các bộ ban ngang ngành về nghệ thuật quan hóa. Cứ nghe nghệ sĩ nào mà có tiếng nổi tiếng ở trên TV truyền hình thì hôm nay thầy đại diện các đài truyền hình đưa tin đó. Mà những đài truyền hình đâu có đưa tin thầy gì. Ủa, đâu thầy đâu có thấy đâu thầy. Nào giờ thầy không có xài TV không có xài đài truyền hình bữa nay đâu có tin gì đâu thầy, đâu thấy tin gì đâu. Thầy mới mua áo cà sa này hay sao? Đúng rồi. Cà sa này mua nhiêu thôi? 45 triệu. Rồi. Cà sa 45 triệu. Vàng có vàng đó thầy. 45 triệu. Nhiều quá. Thầy mặc áo 45 triệu đi. Bây giờ thầy vào có tùng kinh nhưng mà thầy khắp ngang. Con này kìa thầy. Tại vì nhiều không tin nó không có khạc nên thầy muốn đi đi một mình thấy không? Bữa nay thầy đi chính và thầy lái xe Honda. Xe vàng luôn. Xe thầy vàng hết luôn. Chuẩn bị xe 30 tỷ. Thầy tự lái nhìn đẹp hơn ở trong hình đó thầy. Cứ ai cũng đòi bắt thầy, thầy sợ quá thầy đi mình. Nếu mà không có ai bắt là thầy đi xa, đi sẽ có bảo vệ. Còn ai cũng nghe bắt thầy đi mình rồi bắt đi. Nè ai bắt thầy vui nổi là thầy chắc dặn đi theo luôn. Cho thầy chụp hình thầy ơi. Thầy ngoài đẹp hơn. Bùa răng của thầy làm bao nhiêu tiền? Thầy cho bà biết hả? 150 triệu. Trời ơi, bùa răng 50 triệu. Quá dữ. Chiếc xe 30 tỷ. Ai dữ vậy hả? Sắp sửa mua xe. Sắp sửa thôi chứ chưa mua hả? Xe ui xe đệ tử. Giờ đi đâu đệ tử rước là đủ đúng không? Giờ mình người tu đi đâu người ta rước mình. Trời con thấy bên YouTube đó hả, là ai cũng quay thầy chuyện thấy nổi bật luôn á. Giờ ở ngoài đời mới thấy thầy á. Thấy thường quá ha. Nhờ lâu tuốt mà thầy tung hoành luôn á hả? Tung hoành luôn. Thầy ơi. Đi xe máy luôn quý vị ạ. Thầy đi hôm nay thầy đi xe Honda. Hồi xưa tới giờ đi xe ráp với xe hơi của mấy đệ tử rưa. Rồi nay thì rồi năm nay thầy tập lái xe hơi và tập lái xe mô tô. Thầy mua bằng lái hay sao? Hay. Thầy có bằng lái chưa thầy? Thầy có bằng lái chưa? Không biết phép tắc ở Việt Nam á, nói thầy chùa khỏi học bằng lái cũng lái xe được. Lái xe hơi cũng chạy biết lái là được rồi. Không cần bằng. Thầy có buồn lý do sao? Thầy giờ khách có bằng lái xe máy bay. Thầy, khi nào thầy sắm được căn nhà giống vậy thầy? Trời, thầy đã có chùa cắt nhà mua nhà là gì xin. Thầy còn biết thầy. Thầy,
Thầy có buồn mà cảm giác là tại sao giờ đệ tử đâu mất tiêu hết trơn rồi? Thầy xưa giờ đệ tử mênh mông mà xung quanh. Nay đệ tử làm ăn sao để thầy đi mình vậy? Tại thầy khách đi mình, tại nghe nói tình hình nguy hiểm quá. Đang căng nên thầy đi một mình. Tính ra đệ tử thương thầy ha. Mời thầy vô luôn thầy. Rồi vô đi. Cái vụ mà ông quỷ dịch thể đến chùa thầy giải quyết xong chưa thầy? Dạ cái gì cũng xong hết rồi. Dạ ông quỷ dịch thể thầy. Ngày 30 tháng 7 là xong hết rồi. Rồi vô bên tay hả? Rồi. Xin thầy thích tâm xúc đi ra phía. Người nhà là bất ngờ luôn á, khi được một người nổi tiếng còn nổi tiếng còn biết nổi tiếng hay tai tiếng nữa tới nhà. Thấy rồi mình rồi hết tâm bút ngồi đây rồi cả nhà ơi. Mình xích ra ngoài đây, ngoài đây để tâm. Nhà nghệ sĩ Kim Tử Long cũng mời nước. Thầy trong ở chùa có nước rồi, thầy về đây thầy uống nước cho cả nhà. Nước khác cho cả nhà ơi. Này luôn đi cho nó trống. Ừ, rồi thầy ngồi là không ai dám ngồi thầy luôn. Thầy ngồi vàng mà ví dụ như là vàng nãy giờ rất là đông nhưng mà thầy ngồi xong cũng không ai dám ngồi thầy luôn. Để cho mọi người nhà ngao ngán luôn cả nhà ơi. Thôi xin ra ngoài quay giùm đi. Để ngoài ra ra mọi người ra đi ra đi. Ngoài quay kìa bà con. Ra ngoài mọi người quay. Mẹ tin buồn á, thầy lăn lăn chiều giờ tính đi rồi. Sáng chiều giờ trường cán bộ về nghỉ với lao đi rồi. Bà cảm thấy là đó, chị Trinh Trinh cũng ra tiếp thầy luôn cả nhà ơi. À, thầy vô thắp nhang cả nhà ơi. Thầy bước vô thắp nhang rồi cả nhà ơi. Thì thúc tâm phúc
xuất hiện thì cái nhà không thấy rồi đó, ngao ngán luôn, khiến người nhà cũng như là mọi người đều bất ngờ, đều rất là ngỡ ngàng. Khi mà thầy thích tâm phúc ra thì sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha.